Chào mừng quý vị, chào bà con nông dân đang theo dõi chuyên đề nông nghiệp thời cuộc nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chuyên đề hôm nay, trước khi đến với phóng sự hiệu quả từ mô hình nuôi dê, mời quý vị và bà con theo dõi phần thông tin nông nghiệp với các nội dung như sau. Tỉnh Long An xuống giống vụ lúa đông xuân gần 222.330 ha. Long An có tổng đàn heo gần 258.330. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Đến thời điểm hiện nay, bà con nông dân tỉnh Long An đã xuống giống vụ lúa đông xuân 2015-2016 gần 222.330 ha. Các địa phương có diện tích xuống giống nhiều nhất là các huyện Tân Hưng gần 38.310 ha, Tân Thạnh trên 31.140 ha, Vĩnh Hưng trên 28.920 ha và sau cùng là Đức Huệ trên 23.080 ha. Theo đánh giá của cơ quan chức năng cho biết, các trà lúa đang phát triển tốt và trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, làm đồng và trổ chín. Tuần qua, trầy nâu nở rải rác với mật độ thấp, bệnh đạo ôn lá gia tăng mức hại. Bệnh khô cổ bông, bệnh lem lép hạt, bệnh trái bì lá và bệnh khô dằn phát sinh rải rác trên lúa gieo xạ sớm ở giai đoạn trổ đều đến vào chắc chày chín. Cụ thể, trong tuần qua đã có 3.975 ha bị nhiễm rầy, mật độ phổ biến từ 750 đến 1.500 con một mét vuông, giảm 338 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đồng rổ. Rầy nâu ở giai đoạn trưởng thành, một số nơi có trầy nở tuổi 1, tuổi 2. Ngoài ra, đã có trên 9.530 ha bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, tăng 2.480 ha so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 10% phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh làm đồng, trong đó có 100 ha nhiễm bệnh với tỷ lệ từ 30 đến 50% ở thị xã Kiến Tường. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Long An có tổng đàn heo gần 238.330 con. Các huyện có tổng đàn nhiều là Tân Trụ có gần 45.560 con, Châu Thành gần 44.100 con, Thủ Thừa trên 30.340 con và Đức Hòa gần 29.600 con. Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống ngành thú y trong toàn tỉnh về việc quản lý an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân sắp tới, Chi cục Thú y Long An đã chỉ đạo cho các trạm thú y, các phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao kiến thức của người tiêu dùng về an toàn vệ sinh thực phẩm, tác hại của việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Song song đó là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, sản xuất kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, tập trung xử lý dứt điểm để không còn tình trạng bơm nước, chất cấm vào cơ thể gia súc, gia cầm trước khi giết mổ. Từ tháng 5 năm 2015, nhờ nguồn vốn hỗ trợ của hội cấp trên, Hội Nông dân xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã hỗ trợ cho nhiều hội viên vay vốn để chăn nuôi dê. Nhờ được hướng dẫn về mặt kỹ thuật nên tất cả các hộ chăn nuôi này đều đạt hiệu quả, phần lớn các con dê nái đều sinh sản. Chị Tô Thị Một ở ấp Bắc, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc cho biết, đã 10 năm nay, thu nhập chính của gia đình chị là nhờ nuôi tôm, từ tháng 5 năm 2015 giờ rồi. Nhờ Hội Nông dân của xã Đông Thạnh chọn làm mô hình nuôi dê sinh sản, nên gia đình rất phấn khởi vì sẽ có thêm thu nhập. Ban đầu được vay 25 triệu đồng, gia đình chị làm chuồng và mua 5 con dê về nuôi, gồm 4 con cái và 1 con mực để dễ chăm sóc. Mỗi ngày cho dê ăn 3 lần, thức ăn chính là cỏ và rau muống. Và buổi chiều thì có tăng cường thêm một cữ cám y pha với nước cho dê uống. Biết được dê rất thích ăn lá sa đũa, thế là nhà chị đã trồng được 50 cây và đến nay thì đã có đủ lá để cho thu hoạch. Được chăm sóc kỹ nên đàn dê của chị Một phát triển tốt, tất cả 4 con đều sinh sản, lứa đầu được 7 dê con. Đến nay được 2 tháng tuổi và đã biết nhai cỏ. Dạ, hồi đó giờ thì em sống bằng cái nghề nuôi tôm. Nuôi tôm nay cũng được 10 năm rồi. Rồi cái nghe mấy anh mà đăng ký, kêu đăng ký mà nuôi dê đó,
cái đăng ký, cái ông nhà ông cũng đăng ký, rồi cái tiền hỗ trợ mấy anh hỗ trợ cái bắt dê nuôi, bắt được 5 con dê mà một con đực với lại 4 con cái. Rồi bây giờ nó sanh ra được 7 con dê con. Rồi thấy nuôi cũng dễ, làm chuồng tôi làm chuồng 10 mét mà giờ thấy nuôi, giờ cái ổng đi cắt cỏ đâu về cho ăn đâu cũng dễ lắm. Giờ thì cỏ thì đi cắt vòng vòng ngoài đồng với lại cây đầu xuống đũa rồi tầm vòng gò nè, cái cắt đem vô cho nó ăn một ngày 3 cử, sáng cử, trưa cử, chiều cử, rồi xế cho nó uống cử nước cáp vậy thôi. Tính làm nhà làm cửa xong xuôi rồi cái làm thêm ra 10 mét nữa đặng ngăn dì con ra, rồi con nào đực thì để nuôi một năm cái nó bự mình bán thì được, còn cái mình để lại mình gầy thêm nữa. Trước đây thì anh Trần Văn Vũ cũng có nuôi dê, do giá dê có thời điểm xuống thấp nên đã ngưng nuôi tháng 5 năm 2015 vừa rồi. Được hội nông dân xã Đông Thạnh hỗ trợ nên anh Vũ mạnh dạn trở lại với nghề nuôi dê. Nhờ có một thời gian dài chăn nuôi đối tượng này, anh Vũ biết được đây là loài thích ở trên cao so với mặt đất. Chính vì vậy mà anh cất chuồng trại đúng cách, cao hơn mặt đất khoảng 5 tấc. Do có đất xung quanh còn rộng nên mặc dù anh Vũ nuôi nhốt nhưng thỉnh thoảng cũng thả ra cho chúng quần dò. Nhờ đó mà chúng cũng phát triển tốt hơn. Anh Vũ cho biết thêm, nuôi dê là nghề lấy công làm lời. Bởi lẽ thức ăn cho dê chủ yếu là cỏ, rau muống và các loại lá cây khác. Những thứ này thì trong vườn nhà và các bờ ruộng xung quanh rất nhiều. Mỗi ngày tốn khoảng 1 giờ đồng hồ đi cắt là có đủ cho một đàn 6 con ăn cả ngày. Ngoài ra anh Vũ còn cung cấp thêm khẩu phần ăn cho đàn dê của mình, gồm xác đậu nành và cám y. Nhờ đó mà đàn dê của anh Vũ phát triển tốt. Trong số 6 con nái thì có 2 con đã sinh sản được 4 dê con, 2 con đang mang thai và 2 con vừa phối giống xong. Hiện nay, giá dê hơi đang dao động từ 100 đến 110 ngàn đồng cho 1 ký. Với giá như thế này thì người nuôi dê có lãi khá. Anh Vũ cho biết thêm, anh sẽ phát triển đàn dê của mình lên thành 15 con dê nái để bảo đảm có thể xuất chuồng mỗi tháng từ 2 đến 3 con dê thịt với trọng lượng khoảng 30 ký mỗi con. Trước đây cũng có nuôi khoảng 5 năm, nhưng mà sau dê nó mất giá, em cũng có nghỉ thời gian. Thì sau tháng 5 năm 2015 em có nuôi lại, là bắt cũng 6 con dê nái. Thì nuôi đến nay nó cũng sanh được 2 con nái, nó sanh còn 4, còn 2 con kia nó cũng mang bầu khoảng 2 tháng nữa sanh. Nếu nuôi 15 dê nái thì mỗi một tháng tôi xuất chuồng được 2 con, mỗi một con 30 ký thì bán được 6 triệu đồng. Nếu thời điểm hiện nay thì em thấy ở nông thôn mà cỡ 16 triệu đồng thì gia đình sống cũng tạm ổn à, nhưng mà chỉ cần một công lao động à. Được biết trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Đông Thạnh đã xây dựng được 6 mô hình nuôi dê sinh sản, ở ấp Bắc 9 mô hình và ở ấp Trung là 7 mô hình. Không những hỗ trợ về vốn mà hội nông dân còn phối hợp với các cơ quan chức năng để chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi đến tận các hộ chăn nuôi. Chính vì vậy mà tất cả các hộ này đã chăn nuôi đạt kết quả tốt. Lúc mới thực hiện mô hình chỉ có 64 con dê, thì đến nay đã phát triển lên thành 132 con. Từ kết quả này, sắp tới, hội nông dân xã Đông Thạnh sẽ nhân rộng mô hình để giúp cho nhiều hộ viên nông dân có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Mô hình nuôi dê thì được là hội nông dân tỉnh hỗ trợ cho hội nông dân xã là cái số tiền để cho bà con là nuôi dê, thì số tiền đó là được là 350 triệu, thì cho là 16 hộ gia. Thì đây là cái mô hình là thành lập một cái tổ là kinh tế hợp tác nuôi dê sinh sản. Thì bước đầu là tổ đã hợp đồng nuôi dê là mua được 64 con dê giống. Thì đến nay là cái tổ đã thành lập được là lúc bắt đầu là từ tháng 5 của 2015. Thì đến nay thì qua sơ kết của mấy tháng cuối năm thì cái mô hình nuôi dê của tổ đó
là được là 132 con dê. Tại là cái mô hình này là dê thì nó ăn loại thức ăn là cây cỏ rồi là rau tự tạo ở trong thiên nhiên của mỗi hộ gia đình. Thì cái phần dê thì nó dễ nuôi, công là chăm sóc nó ít tốn công, có thể là một người, người già hoặc trẻ em nuôi chăm sóc thì cũng được đó. Cái đó là mô hình như vậy là nó thấy là nó hay, rồi nó góp vốn được là trong cái trong các cái phần mà hỗ trợ cho bà con để xóa đói giảm nghèo. Thì cái hướng tới á, thì thấy cái mô hình này bà con nuôi á, là nó đạt cái hiệu quả cao trong cái thu nhập. Thì hướng tới là hội cũng phải có cái đề án là phát triển thêm cho các cái hộ để chăn nuôi thêm, để tăng thêm cái thu nhập cho bà con hội viên nông dân của xã Long Thạnh. Nuôi dê là nghề lấy công làm lời, tận dụng được lao động nhàn rỗi, nhờ đó mà đã góp phần xóa đói giảm nghèo. Và nếu được đầu tư đúng mức, nuôi với quy mô lớn thì đây cũng là nghề giúp người nông dân vươn lên làm giàu. Chuyên đề nông nghiệp thời hội nhập tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chuyên đề sau.